Xin được kính chào quý bà con, quý chị, các bạn đang xem kênh Thì sau những clip mình làm về cách ngâm ủ hạt ngò gí Thì có rất là nhiều anh chị em yêu cầu mình làm thêm cách mình ngâm Mình xử lý hạt hủ khu qua sao cho nó lên Nó đạt hiệu quả nhất mà nó nhanh nảy mầm nhất Cách này thì bà con nông dân ở khu vực mình làm Và mình cũng đang đang áp dụng và mình thấy rất là hiệu quả Thì hôm nay mình xin chia sẻ đến quý chị các bạn cùng tham khảo cách này thì mình xử lý hạt khổ qua trước khi mình gieo để cho hạt nó nhẹ nhanh nảy mầm hơn hạn chế tình trạng nó thất thoát hạt khi mình gieo bên chị và các bạn thì có thể dùng dao kéo hoặc là kìm mình kìm bấm tay mình cắt quý vị và các bạn mình cắt cái phần đầu nhọn của hạt cắt một phần vừa phải thôi nha quý anh chị các bạn đừng cắt sâu quá thì nó sẽ bị phạm vào cái phần hạt cắt một góc nhỏ vừa phải thì mình khi mình đem mình ngâm thì hạt sẽ dễ dàng thấm nước và nó sẽ nhanh nảy mầm hơn cách này thì bà con nông dân ở khu vực mình còn sử dụng và rất là hiệu quả hạt lên rất là đều và rất là nhanh nảy mầm sau khi mình cắt xong thì quý chị các bạn đem ngâm với nước với tỷ lệ là hai sôi ba lạnh hai phần nước sôi và ba phần nước lạnh đối với hạt khổ qua thì quý chị các bạn ngâm hơi lâu hơn những hạt khác cho hạt nó ngấm đều nước thì hạt sẽ nhanh nảy mầm hơn khoảng từ 4 đến các quý chị các bạn ngâm khoảng từ 4 đến 6 tiếng à, quý chị các bạn đổ tất cả các hạt phần hạt mình chưa cắt xong vào nước ấm mình ngâm khoảng từ 4 đến 6 tiếng sau đó thì mình chất ra mình tiến hành mình đem đi ủ thì quý chị các bạn ghép ra một cái cái khăn hoặc là miếng vải mình gối lại và mình dù vào cho mình ủ để cho hạt có độ ẩm hay là quý chị các bạn có thể bỏ trong cốp xe cũng được quý chị các bạn mình bỏ trong cốp xe mình thấy rất là hiệu quả đặc biệt là mình khi xe máy mình di chuyển thì sẽ có độ ẩm lên rất là cao và hạt sẽ rất là nhanh nảy mầm đây quý chị các bạn có thể thấy là mình chỉ ủ một ngày một đêm mà hạt nó ra rất là đều quý chị các bạn rất là đều gần như là toàn bộ là hạt đều nảy mầm như vậy thì mình có thể thể tiến hành mình đem đi gieo xuống đất được không anh chị các bạn tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây xin kính chúc cho toàn thể quý anh chị các bạn đang xem kênh sẽ có một ngày thật là vui vẻ hạnh phúc thật nhiều niềm vui và may mắn xin kính chúc cho toàn thể quý bà con nông dân mình thì sẽ luôn luôn có được những vụ mùa thật là bội thu thành công đạt năng sức thật là cao xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị các bạn trong những clip tiếp theo trên kênh của mình